Khách sạn với tên gọi Badra Dharan Aniya Skylark là khách sạn được xây trên vách núi đầu tiên của châu Á, mở cửa từ cuối năm 2016 và ngay lập tức thu hút được những du khách ưa khám phá, mạo hiểm. Để lên tới nơi, du khách sẽ phải mất tới 2 giờ leo qua những bậc thang được làm từ những thanh sắt hình chữ U. Chúng tôi mong muốn cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể leo lên vách đá một cách dễ dàng và an toàn nhất. Vì thế tôi nghĩ ngay tới phong cách leo núi của Italy, đó là sử dụng bậc thang làm bằng thép. Khách sạn phục vụ được tối đa 5 người lớn với đầy đủ tiện nghi. Ông Dialemi, chủ khách sạn cho biết ý tưởng xây khách sạn này là từ phong cách độc đáo của Peru. Với khách sạn này, ông hy vọng du khách thích leo núi sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi nghỉ lại tại một nơi treo leo trên vách núi với sự an toàn và thoải mái nhất.